Một sân chơi hoàn toàn mới dành cho những nghệ sĩ trẻ tài năng sinh trưởng trong gia đình nghệ thuật nổi tiếng. Tôi là Linh Tý, ba tôi là Linh Tâm, mẹ tôi là Cẩm Thu. Tôi là Lê Lộc, ba tôi là Duy Phương, mẹ tôi là Lê Giang. Con là Thiên Ngân, con may mắn được sự giúp đỡ của mẹ Phi Nhung. Tôi là Hồng Phượng, mẹ tôi là Hồng Nhung. Tôi là Bình Tinh, ba tôi là nghệ sĩ Đức Lợi, mẹ tôi là nghệ sĩ Bạch Mai. Ba nuôi của tôi nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Tôi là Hoàng Anh Kiệt, ba tôi là nghệ sĩ Hòa Thanh, mẹ tôi là nữ nghệ sĩ Đỗ Quyên. Họ sẽ tiếp nối truyền thống gia đình ra sao và sẽ sáng tạo thể hiện con đường riêng của mình thế nào? Rẻ, thù bà nó sẽ lắc à? Những bất ngờ thú vị sẽ xuất hiện trên sân khấu sau Nối Ngôi. Tôi lựa cái chỗ nào mà đẹp nhất của cha mẹ thì bạn giống. Vào lúc 21 giờ thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, bắt đầu từ ngày 7 tháng 6 2016.